trò chuyện với ông hoàng trinh thám Michel Bussi. Trong nền văn học Pháp đương đại, Michel Bussi được mệnh danh là ông hoàng trinh thám với phong cách viết biến hóa tài tình, bất ngờ đến ngạt thở. Theo tờ Le Figaro, ông là một trong năm nhà văn Pháp có sách bán chạy nhất năm 2021 tại nước này. Các tiểu thuyết của ông đã được dịch và xuất bản tại hơn 35 quốc gia, trong đó một số đã được chuyển thể thành phim. Ở Việt Nam, nhiều tác phẩm của Bussi đã được Nhã Nam xuất bản, bao gồm Xin đừng buông tay, Hòa súng đen, Mẹ đã sai rồi, Vết khắc hẳn trên cát, Kho báu bị nguyền rủa. Tới đây, nhận lời mời của Viện Pháp, nhà văn Michel Bussi sẽ sang Việt Nam. Nhân dịp này, Nhã Nam tái bản cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông, Hòa súng đen, đồng thời cho ra mắt cuốn sách mới nhất của ông có tên Mã 612, Ai đã giết Hoàng từ bé. Đồng thời, Viện Pháp và Nhã Nam phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện trên toàn quốc để bạn đọc yêu thích văn học trinh thám có thể đến và trò chuyện, chia sẻ, trao đổi với tác giả người Pháp thú vị này. Tại Hà Nội, tọa đàm trinh thám Pháp và Việt qua góc nhìn của các nhà văn nổi danh nhân dịp nhà văn Michel Bussi sang Việt Nam sẽ diễn ra lúc 15h ngày 25 tháng 10 năm 2022. Địa điểm: Phòng Hội thảo, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội. Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Michel Bussi sẽ trao đổi cùng nữ nhà văn trinh thám Việt Jilly về nền văn học trinh thám của hai quốc gia, sự tương đồng và khác biệt, cơ hội và thách thức, cũng như hướng đi để giúp cho trinh thám Việt Nam thành công và khởi sắc hơn. Buổi tọa đàm đồng thời là dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt cho cuốn sách mới nhất của Michel Bussi, Mã 612, Ai đã giết Hoàng tử bé. Trong biết bao cuốn sách là nguồn cảm hứng cho Michel Bussi, Hoàng tử bé với thế giới đậm chất thơ cùng thông điệp đầy tính nhân văn đã tưới tắm trí tưởng tượng của nhà văn ngay từ thuở đầu viết sách. Để tỏ lòng tri ân, Michel Bussi đã cho ra mắt Mã 612, Ai đã giết Hoàng tử bé, kỷ niệm 75 năm ngày Hoàng tử bé ra đời. Tại Huế, tọa đàm gặp gỡ nhà văn Michel Bussi nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết Mã 612, Ai đã giết Hoàng tử bé, sẽ diễn ra lúc 17 giờ 15 phút ngày 29 tháng 10 năm 2022. Địa điểm: Viện Pháp tại Huế, số 1 Lê Hồng Phong, thành phố Huế. Tại Đà Nẵng, tọa đàm gặp gỡ nhà văn Michel Bussi nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết Mã 612, Ai đã giết Hoàng tử bé, sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2022. Địa điểm: Phòng đa phương tiện, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, 33 Trần Phú, 46 Bạch Đằng, Đà Nẵng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tọa đàm gặp gỡ nhà văn Michel Bussi nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết Mã 612, Ai đã giết Hoàng tử bé, sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2022. Địa điểm: Hội trường D, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả sẽ tham gia buổi tọa đàm do Mắc Ca Ngọc Quý chủ trì. Ngoài ra, TS Văn học Trần Lê Bảo Trân sẽ tham gia thảo luận cùng khán giả về Hoàng tử bé, một nhân vật văn học có nhiều ảnh hưởng đến nhà văn. Michel Bussi, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1965 tại Louviers, tỉnh Uriel, là nhà văn, nhà nghiên cứu chính trị, giảng viên địa lý tại Đại học Rouen. Ông điều hành khoa nghiên cứu hỗn hợp của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp tại đây cho đến tận năm 2016. Tháng Giêng 2019, theo bảng xếp hạng Gatka của báo Le Figaro, ông là nhà văn Pháp có lượng sách bán ra nhiều thứ hai, gần 1 triệu bản năm 2018. Tên ông được đưa vào bảng xếp hạng này từ năm 2014 ở vị trí thứ 8, 2015 ở vị trí thứ 5, 2017 ở vị trí thứ 2. Mã 612, Ai đã giết Hoàng tử bé là một cuốn sách hấp dẫn của Michel Bussi khi đặt ra những tương đồng trong cái chết của Hoàng tử bé và vụ mất tích bí ẩn của cha đẻ cậu, nhà văn Saint-Exupéry. Anthony de Saint-Exupéry mất tích ngày 31 tháng 7 năm 1944 trên máy bay trong một nhiệm vụ trinh sát quân sự ngoài khơi Địa Trung Hải. Người ta đã tìm thấy một chiếc lắc tay và vài mảnh vỡ máy bay được cho là của ông vào năm 1998 và 2004, song thi thể ông vẫn chưa bao giờ được tìm ra. Cuốn sách có lẽ đã có một cuộc đời khác nếu không có số phận bi thảm của người viết nên nó. Bằng cách biến mất, Saint-Exupéry đã cho Hoàng tử bé được sống mãi và trưởng thành. Ai đã giết Hoàng tử bé, thoạt tiên độc giả thường sẽ kết tội con rắn trong câu chuyện. Nhưng sự thật liệu có đơn giản như vậy? Phải chăng cậu bé tóc vàng trong cuốn sách nổi tiếng toàn cầu ấy chính là bản sao trên trang giấy của Saint-Exupéry? Michel Bussi tìm cách giải mã sự mất tích bí ẩn của Saint-Exupéry thông qua một cuộc điều tra hư cấu. Dựa trên những sự việc có thật, các trích dẫn từ bản thảo gốc của Hoàng tử bé, những lưỡng lự, lựa chọn, gạch bỏ của tác giả,
Sự khác biệt giữa bản viết tay và bản được phát hành, những nhân chứng là người thân của danh X, tất thầy khiến cuộc điều tra trở nên vô cùng nan giải. Thông qua cuốn sách đầy hấp dẫn và lôi cuốn này, Michel Bussi đưa độc giả chu du qua bao miền đất trong một cuộc truy tìm manh mối. Ở đó, ông vẽ nên một cuộc điều tra hồi hộp đến nghẹt thở để qua đó tri ân hoàng tử bé và tác giả của nó. Người chắc hẳn sẽ sống mãi trong lòng những người yêu quý câu chuyện đầy tính triết lý này.